Xin chào bạn, mình là Hoàng An và chào mừng các bạn đến Mắt Channel. Với số tiền chưa đến 3 triệu, bạn khó lòng mà mua được một chiếc smartphone mới có thiết kế kim loại mà lại sở hữu Android 7.0 đổ lên. Phần lớn smartphone trong tầm giá dưới 3 triệu đều có những ngôn ngữ thiết kế bằng nhựa để giảm chi phí, sử dụng Android phiên bản cũ dưới 7.0 và ít được cập nhật hệ điều hành. Vậy với một chiếc smartphone giá rẻ sở hữu thiết kế kim loại và chạy Android 7 thì có tác dụng gì? Liệu smartphone nào hội tụ đủ cả hai yếu tố trong tầm giá dưới 3 triệu này hay không? Hai câu hỏi này sẽ được trả lời trong clip ngày hôm nay. Lợi ích của việc sở hữu Android 7 với một chiếc smartphone giá rẻ là gì? Đầu tiên sẽ mang lại cho người dùng nhiều tính năng mới thú vị, kể đến như là chia đôi màn hình này, trả lời tin nhắn nhanh trong ứng dụng. Thứ hai là cho trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng mượt mà và ổn định hơn. Không phải tự nhiên mà nhà sản xuất nào cũng đưa Android 7 lên smartphone của mình nếu nó không có ưu điểm gì so hơn với em Android 6. Thứ ba là dòng đời sản phẩm của bạn sẽ lâu hơn do sử dụng phiên bản Android mới nhất. Và lợi ích của việc sử dụng một chiếc smartphone có thiết kế kim loại là tăng độ bền cho sản phẩm, nhất là khi bị rơi hay là va đập. Thứ hai là vẻ ngoài sang trọng đẹp mắt hơn, đa số sẽ nhỏ gọn và mỏng hơn khi so với các máy có thiết kế bình thường, tránh được nguy cơ gãy vỡ khi để trong túi quần. Nokia 3 chính là mẫu smartphone đầu tiên thỏa mãn hai điều kiện trên, với phần khung viền kim loại chắc chắn được gia công tỉ mỉ, cùng phần mặt lưng làm bằng chất liệu polycarbonate quen thuộc, gợi nhớ đến những chiếc Lumia ngày xưa. Thêm vào nữa là kích thước màn hình chỉ có 5 inch, độ phân giải là HD, khiến cho chiếc máy trở nên nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Điểm qua về cấu hình thì máy sử dụng con chip MT6737, 2GB RAM và 16GB ROM, hỗ trợ thẻ nhớ nữa. Camera trước và sau cùng độ phân giải là 8MP, khẩu độ là f2.0, dung lượng pin là 2630mAh. Máy được trang bị Android 7.0 và theo như nhà Nokia hứa hẹn, nó sẽ luôn được cập nhật phần mềm một cách liên tục. Điểm mạnh của Nokia 3 này chính là được Nokia đảm bảo về phần hỗ trợ phần mềm, nhưng đáng tiếc máy có cấu hình khá là khiêm tốn khi sử dụng một con chip có hiệu năng không có gì nổi bật của MediaTek. Tiếp theo là em Tecno WX4 Pro, một sản phẩm đến từ một cái tên rất là mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam, đó chính là Tecno. Về khoản cấu hình thì chiếc smartphone này có một sự giống nhau kỳ lạ với chiếc Nokia 3 khi cũng sở hữu con chip MT6737, 2GB RAM và 16GB bộ nhớ trong, có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Cam trước và sau là 8MP, cũng chạy trên phần mềm Android 7.0 tùy biến theo cách riêng của hãng. Nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt, như là pin của WX4 Pro là 2800mAh, máy được trang bị cảm biến vân tay ở mặt lưng, đây là một điểm cộng đáng giá mà Nokia không có được. WX4 Pro có phần nắp lưng bằng kim loại thay vì chỉ có phần viền cạnh trên và dưới nhựa, đóng vai trò làm anten giúp bắt sóng tốt hơn. Nhưng về tổng quan thì Nokia 3 có thiết kế đẹp hơn em Tecno WX4 Pro này. Giá của Tecno WX4 Pro và Nokia 3 ngang ngửa nhau là 2.990.000 đồng, còn tùy thuộc vào nơi bán. Và cuối cùng là em Redmi 4X, chiếc smartphone được coi là ông vua ở phân khúc giá rẻ hiện nay, với các ưu điểm như là mặt lưng làm bằng kim loại này, cảm biến vân tay một chạm cực kỳ nhạy, MIUI có nhiều tính năng thông minh như là ứng dụng kép này, tạo không gian thứ hai vân vân. Mặc dù hiện tại thì Redmi 4X vẫn đang chạy trên nền tảng Android 6, nhưng sắp tới thì sẽ được cập nhật lên MIUI 9, thì Redmi 4X cũng sẽ được cập nhật bản lên Android 7. Và thông số cấu hình của em Redmi 4X hơn hẳn hai chiếc máy trên, sử dụng con chip Snapdragon 435, 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong và hỗ trợ 2 SIM và khe cắm thẻ nhớ dung lượng lên đến 128GB. LTE Cat 7 cho tốc độ sử dụng 4G lên đến 350MB/s. Camera trước là 5MP, khẩu độ là f2.2, nhưng camera sau thì có độ phân giải lên đến 13MP, khẩu độ là f2.0. Pin của em này có dung lượng rất là lớn, 4100mAh. Theo mình, đây là ba sản phẩm mới 100% đáp ứng đủ hai tiêu chí về thiết kế kim loại này, chạy Android 7.0. Mỗi sản phẩm lại có một thế mạnh riêng. Nokia thì trở lại với sự cứng cáp trong thiết kế, Tecno thì mang lại sự lựa chọn rất là mới mẻ, Xiaomi Redmi 4X mang lại một sự lựa chọn cạnh tranh về giá và cấu hình. Và hiện tại thì Max Mobile đang bán em này với mức giá chỉ 2.350.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với hai em máy trên. Còn các bạn thì các bạn sẽ chọn em nào trong ba em trên thì hãy để lại ý kiến ở bên dưới nhé. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi fanpage của Max Mobile để bọn mình có thể gửi đến các bạn những event gồm rất nhiều quà tặng, có thể hàng ngày cũng như là hàng tuần. Các bạn có thể join vào nhóm Max Mobile chăm sóc khách hàng để có bất kỳ ý kiến hay khiếu nại gì, bọn mình có thể giúp đỡ được các bạn luôn và ngay. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.